chị, chào thằng Nguyên. Dạ, thầy Nguyên chào chị nha. Dạ. À, câu đầu tiên của chị là chị xin chúc gia đình thành Nguyên luôn vui khỏe, thì bình an, và chị cũng xin chào cô chú bác trên cộng đồng mạng, và cũng xin lời chúc luôn sức khỏe và bình an. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi ngày hôm nay mình đến từ đâu hay gì ha? À, chị tới từ Long Khánh, Đồng Nai. Từ Đồng Nai à? À, từ Đồng Nai mà mình đi về Sài Gòn thì chắc cũng gần mà đúng không? Gần. Dạ. Yeah. À, vâng, ngày hôm nay thì Thành Nguyên cũng có một chút việc riêng ở Sài Gòn. À, thành ra là Thành Nguyên có hẹn với các cô chú, các anh chị nào mà khu vực gần đây đó, để qua nó sẽ tiện hơn. Dạ, yeah. Thì sau ngày hôm nay thì mọi người mà muốn tham gia thì lại phải đi về Cần Thơ. Rồi chị giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Họ tên, tuổi cũng như là công việc. À, chị tên Nguyễn Ngọc Ngà. Chị sinh năm 1971. À, công việc hiện tại của chị là buôn bán. Dạ. Yeah. Ừ. Buôn bán là cụ thể mình... buôn bán chăn ga gối hay? À, chăn ga gối nệm đó ha. Đúng rồi. Vâng vâng. Rồi, cái đó chị có thể chia sẻ về cái thu nhập như thế nào cho Thành Nguyên và các anh nghe được chưa? Nói chung là cái thu nhập thì chị mới bắt đầu bán từ gần một năm nay thôi, chứ trong cái mùa dịch hết là chị bán, cho nên là nói chung là cũng chưa có được thuận lợi lắm. Yeah. Nhưng mà thu nhập cũng được một tháng cũng mười mấy triệu. Vậy là mình làm cho mình luôn đó hả chị? Đúng ha rồi. Dạ dạ. Tình cảm hôn nhân của chị Ngà là như nào? Chị ly hôn 12 năm. 12 năm nay rồi. Rồi khoảng thời gian đó đến nay thì chị có tìm hiểu thêm ai nữa không? Chị cũng có tìm hiểu một người, nhưng mà chị chia tay thì nói chung là cũng do mà cái người đó không có thật lòng á, tại gian dối á. Dạ. Nói chung là trong cuộc đời chị đi dị cũng vì một cái không có thành thật. Nỗi khổ của chị lớn nhất là chị bị lừa dối. Dạ. Không có thật lòng, cho nên là chị rất là sợ, giống như nó nổi cái ám ảnh của chị á. Cho nên chị cũng muốn mong muốn là nếu mà ai đó tới với một cái người nào đó, mình hãy sống chân thành, mình hãy thật lòng mình hãy tới với người ta. Yeah. Đừng lừa dối bất cứ người nam hay người nữ gì á. Khi mà người ta bị lừa dối là người ta bị tổn thương rất là lớn. Không riêng gì người nữ mà cả người nam người nữ gì cũng vậy. Cho nên vì vậy mà chị bị lừa dối, cho nên là là kể cả cái người đầu cũng như là cái người sau này ha. Nhưng mà cái người đầu thì ít thôi. Yeah. Nói chung là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tại vì cái do cái tính của chị hơi bị khó đó. Ví dụ mà chị mà nói một cái gì một hai lần á mà cứ không sửa đó, cứ làm hoài thì chị cảm thấy không có tôn trọng chị nữa, chị không nói nữa. Yeah. Thì nó sẽ đi dẫn tới một cái ly hôn. Yeah. Và chị gặp cái người thứ hai này nó còn ghê hơn nữa. Họ đóng hoàn hảo lắm, đóng kịch hoàn hảo. Cho nên là chị không có nhận ra được, phải mấy năm chị mới nhận ra được. Yeah. Cho nên là chị rất là đau khổ. Bị người ta giống như là không có sống thật lòng với mình. Rồi thì cái chuyện nó đã qua rồi hả chị ha. Bây giờ mình nhìn về hiện tại và tương lai rồi mình bước tiếp ha. Dạ. Yeah. Chị Ngà là có tất cả mấy người con hả chị? Chị thì có 4 bé. Một bé lớn thì, 2 bé lớn thì học ra trường rồi, đang đi làm ở Sài Gòn. Yeah. Một bé lớn thì kinh doanh. Yeah. Kinh doanh rồi nó có một cái cơ sở xưởng riêng. Còn bé thứ hai thì đang làm bất động sản. Yeah. Nói chung là con chị rất ngoan, còn hai bé thì đang ở với chị đang học. Yeah. Hiện giờ thì chị đang ở với một mẹ già với lại hai đứa bé nhỏ. Yeah. Thì nếu mà chị thông qua chương trình này, chị nói luôn với theo cái tâm lý á, có những người nam á, ví dụ người ta có những người người ta thương mình thật lòng á, thì người ta tới với mình người ta không có ngại để mình con bao nhiêu đứa, hay là còn nhỏ hay lớn, có những người thì người ta nghe người ta sợ. Yeah. Nhưng mà thật sự thì gia đình chị vẫn ổn định, nếu mà không có một người nam chị vẫn ổn định. Chứ không phải là chị lên đây chương trình để chị tìm người để mà phụ với chị cái này kia, không phải. Yeah. Có những cái người mà ta hiểu lầm, ta sẽ vô bình luận cái này cái kia đó. Yeah. Nên là chị cũng nói giải thích để mà cho cái người nam đấy người ta hiểu, để người ta đỡ sợ. Người ta nghe con mình vậy người ta sợ đó. Cho nên là chị sống từ lúc mà bé đi lập gia đình tới giờ là hầu như là chị giống như một cái người nam. Công việc tất cả đều chị hết, chứ còn người chồng thì nói chung là ít có, mà giống như là gọi là nữ thì làm cái việc của nữ mà nam làm việc của nam. Cho nên là chị hồi nào tới giờ, chị nói thật sự hồi lúc mà chị còn sống với ông xã đầu tiên á, chị nói thật ông xã chị thì mình nói chung là mình đứng ly dị, mình không phải muốn nói xấu, chứ thật sự cái nóc nhà mà hư chị cũng leo lên đó chị làm nè. Chị ngồi trên đó luôn ở sớm thấy đó. Cho nên là chị nói chung là chị cực từ nhỏ tới giờ rồi. Nói chung là chị bây giờ chị không có sợ một cái gì hết á, cái gì chị cũng làm được á. Chị không phải là
cái người phụ nữ mà để dựa dẫm vào được anh, chỉ là người phụ nữ tự lập. Dạ. Yeah. Vâng, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy cho biết thôi, nhưng mà thấy chị Ngà chia sẻ về cái quá khứ của mình thì thấy chị cũng khá là xúc động. Dạ. Cái nỗi đau của chị. Con cái thì bây giờ cũng thành đạt rồi ha chị ha. Cũng hai đứa lớn thành đạt rồi, còn hai đứa nhỏ thì cũng đang ở với chị và chị cũng đang ở với một người mẹ già đúng không ạ? Đúng. Rồi thì với cái chặng đường của mình cũng như là với cái sự nghiêm túc của chị thì Thành Nguyên cũng chúc cho chị Ngà thật là nhiều may mắn trong công cuộc đi tìm ý trung nhân ha chị ha. Rồi bây giờ chị cho Thành Nguyên hay nào, ngày hôm nay thì chị mong muốn bày tỏ cái ý trung nhân của mình như nào? Chị muốn tới tìm một nửa, một cái người nào đó điểm thứ nhất là có tâm, hiền, có đạo đức. Chị thì nói chung là chị thích làm từ thiện đó. Đó, cho nên là chị cũng mong muốn tìm một người như vậy để mà chia sẻ với chị những cái buồn vui. Tại vì nói chung là hồi nào giờ chị sống cũng mười mấy năm rồi, từ lúc bắt đầu có chồng thì chị cũng có một cái bản lĩnh riêng của chị á. Cho nên là chị muốn sau này nữa sau này của chị là giống như là có một người để mà ví dụ mà mình có bệnh hoạn đó thì mình chăm cho người đó chăm cho mình. Chứ còn con cái thì nó đi làm công việc của nó không thể nào nó nghĩ đâu chăm cho mình, hoặc là có những cái buồn gì mình không thể chia sẻ với con cái được. Nên chị tìm một cái nửa như vậy. Hiểu và thông cảm với chị, chia sẻ với chị. Thế rồi còn độ tuổi các anh thì như thế nào chị? Thì chị mong muốn là cỡ 55 hoặc là 65. 55 đến 65. Về ngoại hình, về công việc, về điều kiện về đó thì chị mong muốn gì không? Thì chị cũng mong muốn là người đó cũng phải có cái thu nhập để hai người cùng đóng góp với nhau. Là cho nó giống như có công việc. Chị cũng không thể nào mà chị nuôi người đó mà chị cũng không để cái người đó nuôi chị. Có nghĩa rằng là không có ai là gánh nặng cho ai ha chị ha. Sau này mà kết nối thành công thì chị tính sẽ về bên các anh hay là các anh sẽ về bên chị? Cái này thì chắc để thỏa thuận sau, hoặc là trước mắt đó thì chị không chưa có đi tới người đó được. Tại vì chị bây giờ chị có mẹ già, chứ là cái nhà của chị đi thì cũng đâu có ai quản được. Cho nên là chị ở nhà chị với lại bà ngoại với hai bé. Thì cái thời gian của chị nghĩ là như mẹ chị năm nay cũng 80 rồi, cũng không sống được bao lâu. Thì hai đứa bé thì cũng từ từ nó lớn rồi, nó cũng sẽ lên Sài Gòn. Thì cái chuyện đó hai người để mà thương lượng sắp xếp sau với nhau. Thành Nguyên cứ hỏi như vậy thôi. Còn cái việc đó thì mình cứ kết nối thành công đã, rồi lúc đó mình sẽ tính toán ha chị ha. Bên nào phù hợp thì mình sẽ về bên đó. Chị Ngài cho Thành Nguyên hỏi thêm là trường hợp như mà các anh mà ở ngoài miền Trung, ngoài miền Bắc hay là những cái vùng xa hơn nữa mà muốn bày tỏ với chị thì chị cũng mở lòng không? Không, chị xa quá chị ngại lắm, chị thích ở trong Nam thôi. Thích ở trong Nam. Nhưng mà những người ngoài đó mà sinh sống làm việc trong này thì vẫn được chứ đúng không? Hay là chị những người gốc Nam thôi? Cũng được, nhưng mà chị sợ nhất cái gia trưởng. Đừng có gia trưởng đúng không? Đúng rồi, tại vì một cái thời gian qua vừa rồi đó, chị nói thật sự luôn, cái ông xã đầu tiên của chị thì rất là thoải mái, nhưng mà ảnh chỉ có là không biết lo. Nhưng mà cũng có tâm nhưng không biết lo, nhưng mà nói chung là ảnh hay nhậu đó. Và chị nói hoài không được, chị chia tay thôi. Còn cái người thứ hai chị nói thật sự, chị cái người này rất là chuẩn luôn. Chị nhìn bề ngoài nói chung là người ta sống hai mặt á. Phải mấy năm chị mới phát hiện ra được. Thì họ ở bề ngoài họ rất là chuẩn luôn. Chị rất là thích những người mà khó tính. Tại vì bản thân chị cũng khó tính. Nhưng mà sau này chị mới biết được là cái đó là họ chỉ đóng cái vai bề ngoài thôi. Còn bề trong họ khác. Cho nên là chị từ nhận xét mình là khó tính thì cái khó của chị là khó như nào? Có nghĩa là mình nói được mình làm được, mình đừng có giống như mình nói xạo người ta, đừng có lừa gạt người ta. Sống bằng cái tâm của mình. Đừng có sống hai mặt. Nói chung là vậy. Cái này thì Thành Nguyên công nhận, bởi vì là ngay từ đầu đó mà mình chia sẻ những cái gì mà từ tâm nó thật lòng nhất thì mình sẽ nhận lại những cái điều tương xứng hay gì ha. Còn ngay từ đầu mà mình có cái gì đó mà nó không thật á, thì giống như người ta biết được cũng tan vỡ. Đó, mà cái sau đó nó làm mất thời gian vào nhau lắm. Vì cái lẽ đó mà Thành Nguyên cũng chia sẻ với mọi người luôn. Thành Nguyên, chương trình của Thành Nguyên là chương trình ghi hình thực tế, chứ Thành Nguyên không có làm qua điện thoại, qua Zalo. Cho nên là có khá là nhiều các cô chú, các anh chị là cứ gọi điện cho Thành Nguyên là xin số rồi là kết nối mà không có lên ghi hình ấy, thì thật sự ra là Thành Nguyên không có bao giờ làm về cái vấn đề đó. Bởi vì qua đây Thành Nguyên phải xác minh danh tính, phải xác minh giấy tờ, rồi phải ký vào cái bản cam kết nữa. Thì lúc đó Thành Nguyên mới kết nối.
Vì có như vậy đó thì cái đối phương của mình người ta cũng sẽ yên tâm, đúng không chị? Dạ, bây đúng. giờ chị lên Thành Nguyên cũng xác minh rồi, các anh khác lên thì Thành Dạ, Nguyên nó cũng rõ xác ràng, minh biết thì rồi, nó đúng rõ rồi. ràng, thì mọi người cũng khá là yên tâm. Còn cái tâm tư nguyện vọng của mình như nào thì mình cứ nói lên, Dạ. rồi biết đâu đó đối phương của mình người ta cảm nhận được thì người ta sẽ tới đó. Còn cái vấn đề mà sau này mà mình thương ai đó rồi thì Thành Nguyên sẽ cho số rồi hai anh chị kết nối. Nhưng mà Thành Nguyên cũng dặn các anh các chị thật là kỹ là khi mà kết nối đó thì các anh các chị phải tìm hiểu cho thật kỹ, chứ đừng có vội vàng. Bởi vì Thành Nguyên là cái người chỉ bắt cái nhịp cầu lúc ban đầu thôi, còn cái chuyện sau đó đó thì là việc tìm hiểu của anh chị. Chứ Thành Nguyên không có thể nào mà suốt ngày đi theo anh chị để mà tìm hiểu mà xem anh có thật không, chị có thật không, thì cái điều đó là không thể. Nhưng mà Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là cái khi mà mình đã xuất hiện trên cộng đồng đó thì cái gì thật lòng nhất thì mình cứ chia sẻ, chứ mình cũng đừng có mà nói không, thì nhiều khi sau này dăm bữa nửa tháng mà về với nhau rồi chia tay nhau thì nó tổn thương nhau mà lại mất thời gian nữa, ha chị ha. Rồi bây giờ chị Ngọc Ngà chia sẻ thêm cái điểm mạnh và điểm yếu của chị cho Thành Nguyên nghe thêm nào. Điểm mạnh của chị là coi như là chị sống tự lập, chung chị không có sợ khổ gì hết á. Chị chỉ sợ là bị lừa gạt hay là cái này kia thôi, chị là đau lòng cái đó thôi, chứ còn chị cái điểm mạnh của chị là chị làm cái gì cũng được hết. Còn cái điểm yếu của chị là hay tin người, ý là hay tin người đó. Thành ra là dễ bị người ta gạt. Đúng rồi, tại vì cái ban đầu á thì dĩ nhiên mình phải tin người ta, chứ mà mình không tin người ta mà biết người lớn người ta nói thật mình cảm thấy mình có lỗi. Mình không có thể nghi ngờ người ta, mình tin người ta. Rồi ok chị Ngọc Ngà, thì những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của chị đó thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây ha chị ha. Sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các anh, để anh nào đó mà thấy chị Ngọc Ngà mà dễ thương dễ mến mà thấy phù hợp với các anh đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu thôi. Và ngày hôm nay Thành Nguyên cũng chia sẻ thêm với quý vị một đôi điều. Thật sự ra đó quý vị, những ai mà lên chương trình của Thành Nguyên để mà ghi hình kết nối để phỏng vấn á, có nhiều khi cái cảm xúc của mình làm một số người nào đó bị mất lòng. Nhưng mà Thành Nguyên cũng hy vọng và mong rằng quý vị cũng hiểu và thông cảm dùng cho. Bởi vì là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Và cái khi mà lên đây đó thì cũng có cái nhớ cái quên, thì cũng nhiều khi cũng bị khớp, bị hồi hộp này kia kia nọ. Nhiều khi mình không biết mình nói gì nữa. Thì thành ra là có gì đó mà thiếu sót đó, thì cũng rất là mong quý vị trên cộng đồng cũng hoan hỷ bỏ qua ha. Có yêu thương thì dành cho nhau những lời tốt đẹp, còn nếu không thì cũng đừng có nói gì mà làm tổn thương nhau ha chị ha. Rồi thì cuối chương trình thì chị Nguyễn Ngọc Ngà đến từ Đồng Nai có điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các anh vài điều cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên không ạ? Dạ, chị cũng không biết nhắn gửi gì nữa. Thì như lên cái clip này thì mấy anh thấy chị phù hợp mà thì kết nối với Thành Nguyên chị thôi, chứ chị không biết nói gì. Thì cuối cùng chương trình thì chị cũng xin chúc cho thành gia đình Thành Nguyên luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Và chúc cho bà con cô bác trên cộng đồng mạng cũng luôn được bình an, vạn sự như ý. Chị cũng có gửi 1 triệu để chị làm từ thiện đó. Tại chị rất là thích làm từ thiện. Rồi, chị gửi. Vậy thì Thành Nguyên cứ nhận cái số tiền 1 triệu của chị Ngọc Ngà ha. Kính thưa quý vị thân mến, thì những tâm tư, những nguyện vọng của chị Nguyễn Ngọc Ngà thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Và những gì cần chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe rồi đúng không ạ? Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành với thân của Thành Nguyên. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông kê bên để không có bỏ lỡ một cái clip nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị nhé. Thành Nguyên cũng chúc cho chị Ngà thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho chị ha. Chị cảm ơn Thành Nguyên. Rồi em cũng chúc chị trên đường về vạn sự bình an nha. Cảm ơn. Bye.